ở trong chúng hội Phật đó mà hiện thân ra. Thiện hiện nên biết khi chủ địa thứ bảy, các đại Bồ Tát nên xa lìa 20 pháp trước và thường nên viên mãn 20 pháp sau. Lại nữa, thiện hiện khi chủ địa thứ 8, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là thường nên viên mãn sự ngộ nhập tâm hành của tất cả hữu tình. Hai là thường nên viên mãn du hí thần thông. Ba là thường nên viên mãn sự trang nghiêm cõi Phật cho chính mình, giống như các cõi Phật mà mình đã được thấy. Bốn là thường nên viên mãn phụ sự cúng dường chư Phật Thế Tôn đối với thân Như Lai phải như thật quán sát. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ 8, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 4 pháp này. Lại nữa, thiện hiện khi trụ địa thứ 9, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là thường nên viên mãn trí căn thắng liệt. Hai là thường nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật. Ba là thường nên viên mãn thường nhập các định như nguyễn đẳng trì. Bốn là thường nên viên mãn làm cho thiện căn của các hữu tình được thành thục mà nhập vào các cõi bằng cách giáo hóa chúng sanh. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ 9, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 4 pháp này. Lại nữa, thiện hiện khi trụ địa thứ 10, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 12 pháp. Những gì là 12? Một là thường nên viên mãn lãnh thọ vô biên đại nguyện, không luận nơi nào tùy theo sở nguyện đều được thành tựu. Hai là thường nên viên mãn trí nghe được các loại âm thanh khác nhau, chư thiên rồng dược xa kiền đạt phược a tấu lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc vô lạc già nhân phi nhân vân vân. Ba là thường nên viên mãn biện thuyết vô ngại. Bốn là thường nên viên mãn nhập thai đầy đủ. Năm là thường nên viên mãn sự chào đời đầy đủ. Sáu là thường nên viên mãn gia tộc đầy đủ. Bảy là thường nên viên mãn dòng họ đầy đủ. Tám là thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ. Chín là thường nên viên mãn sanh thân đầy đủ. Mười là thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ. Mười một là thường nên viên mãn trang nghiêm cội bồ đề đầy đủ. Mười hai là thường nên viên mãn tất cả công đức thành tựu đầy đủ. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ 10, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 12 pháp này. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào trụ địa thứ 10 rồi, đối với ta thắng pháp đã tu ở các địa trước đều được viên mãn, cùng nói lời thích ứng với các Như Lai không khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp tịnh thắng ý lạc? Phật bảo thiện hiện: Đại Bồ Tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí tu tập tất cả căn lành thù thắng, đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp tịnh thắng ý lạc. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp bình đẳng với tất cả hữu tình? Hiện hiện đại Bồ Tát nào dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí phát bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả, đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp bình đẳng với tất cả hữu tình? Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp xả thí tất cả? Thiện hiện đại Bồ Tát nào khi hành bố thí không có sự phân biệt đối với tất cả hữu tình, đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị tất cả nghiệp xả thí? Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp thân cận bạn lành? Thiện hiện đại Bồ Tát nào thấy các thiện hữu khuyến hóa hữu tình, khiến chúng tu tập trí nhất thiết trí, liền gần gũi cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, học hỏi, chánh pháp, ngày đêm thừa phụng, tâm không biếng nhác, đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp thân cận bạn lành. Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu chánh pháp? Thiện hiện đại Bồ Tát nào tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí siêng năng cầu chánh pháp vô thượng của Như Lai, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, đó là đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu chánh pháp?
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trì nghiệp thường muốn xuất gia? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dù sanh bất cứ nơi nào cũng nhàm chán gia cư ồn ào phức tạp chèn ép ngột ngạt như lao ngục, thường vui thích Phật Pháp và xuất gia thanh tịnh, tịch tịnh vô vi như hư không không ngăn ngại. Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp thường muốn xuất gia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp kính mến thân Phật? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào trông thấy hình tướng Đức Phật, dầu chỉ một lần, cho đến khi chứng được trí nhất thiết trí, luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật? Đó là Đại Bồ Tát khéo dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp kính mến thân Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp xiển dương giáo pháp? Thiện hiện, khi Phật còn tại thế và sau Niết Bàn, Đại Bồ Tát vì các hữu tình xiển dương giáo pháp đầu giữa, sau, đều thiện, văn nghĩa tinh xảo, thuần nhất viên mãn, phạm hạnh thanh tịnh. Đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, duyên khỏi, thí dụ, phương quảng, hy pháp và luận nghị. Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp xiển dương giáo pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp phá hoại kiêu mạn? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đem tâm cung kính khiêm nhường chế ngự tâm kiêu mạn, do đó không sanh vào dòng họ thấp hèn? Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp phá hoại kiêu mạn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp thường ưa thích lời chân thật? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào biết đúng mới nói, lời nói và việc làm hợp nhau? Đó là Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trì nghiệp thường ưa thích lời chân thật. Thiện hiện, nên biết khi trụ địa thứ nhất, các Đại Bồ Tát nên khéo tu trì 10 tháng nghiệp này khiến chúng mau viên mãn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thanh tịnh tịnh giới? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào không khởi tâm thanh văn độc giác vân vân và các pháp khác như phá giới ngăn bồ đề? Đó là Đại Bồ Tát thanh tịnh tịnh giới. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát biết ơn và báo đáp ơn? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành các hạnh thù thắng của Bồ Tát được chút ân huệ của người còn phải đền đáp xứng đáng? Cũng gì được ơn lớn lại chẳng đáp đền cho tương xứng sao? Đó mới là Đại Bồ Tát biết ơn báo đáp ơn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát chủ năng lực an nhẫn? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mặc dù tất cả hữu tình đều muốn phá hại, nhưng Đại Bồ Tát không hề có tâm bực tức làm hại họ, đó là Đại Bồ Tát chủ năng lực an nhẫn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát cảm nhận sự hoan hỷ thù thắng? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thấy các hữu tình thành thục được hạnh tam thừa nên thâm tâm vui mừng, đó là Đại Bồ Tát nhận được sự hoan hỷ thù thắng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát không bỏ hữu tình? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thường cứu vớt khắp tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa khổ nạn, đó là Đại Bồ Tát không bỏ hữu tình. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường khởi đại bi? Thiện hiện, khi hành các hạnh thù thắng Bồ Tát, Đại Bồ Tát nào nghĩ, ta vì lợi ích tất cả hữu tình, dù nhiều kiếp, như vô lượng vô số các sông Hằng, ở đại địa ngục, chịu nhiều khổ sở nặng nề, hoặc đốt, hoặc nấu, hoặc chặt, hoặc cắt, hoặc treo, hoặc mài, hoặc giã, vân vân, chịu vô lượng sự thống khổ như thế, đến nỗi khiến các loại hữu tình kia cưỡi xe Như Lai mà nhập Niết Bàn. Cứ như vậy cho đến hết cảnh giới tất cả hữu tình, nhưng tâm đại bi của ta vẫn không lười mòi, đó là Đại Bồ Tát thường khởi đại bi. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đem tâm kính tín các sư trưởng, thường phụng sự cúng dường như phụng sự chư Phật? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên cung kính tùy thuận sư trưởng nhưng không bị luyến ái? Đó là Đại Bồ Tát đem tâm kính tín các sư trưởng, thường phụng sự cúng dường như phụng sự chư Phật.
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát siêu cầu tu tập Ba La Mật Đa? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào chuyên tâm tu học tất cả Ba La Mật Đa, chẳng đoái hoài đến các việc khác, vì muốn thành thục tất cả hữu tình, đó là Đại Bồ Tát siêng cầu tu tập Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, khi trụ địa thứ hai, các Đại Bồ Tát nên tư duy và học khiến cho mau viên mãn tám pháp này. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát siêng cầu đa văn, thường không nhàm chán pháp đã nghe, cũng không chấp trước văn tự? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào phát khỏi sự siêng năng tinh tấn nghĩ, nếu tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong cõi Phật này, hoặc mười phương thế giới đã thuyết giảng chánh pháp, thì ta sẽ lắng nghe thọ trì đọc tụng, tu học tốt giáo, không để thiếu sót, nhưng không chấp trước văn tự trong đó, đó là Đại Bồ Tát siêng cầu đa văn, thường không nhàm chán pháp đã nghe, cũng chẳng chấp trước văn tự. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đem tâm vô nhiễm, thường hành pháp thí, dù mở rộng sự giáo hóa nhưng chẳng tự cao? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì các hữu tình thuyết giảng chánh pháp, chứ chẳng phải vì đem căn lành này hồi hướng quả bồ đề, cũng chi cầu những việc khác, tuy giáo hóa nhiều nhưng chẳng buông lung kiêu căng, đó là Đại Bồ Tát thường đem tâm vô nhiễm, thực hành pháp thí, dù mở rộng sự giáo hóa nhưng chẳng tự cao. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi Phật nên trồng các căn lành, tuy để hồi hướng nhưng chẳng tự cao? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tinh tấn dõng mãnh tu các căn lành, vì muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, vì muốn thanh tịnh cõi lòng của chính mình và của mọi người, tuy làm như vậy nhưng chẳng tự cao, đó là Đại Bồ Tát vì nghiêm tịnh cõi Phật nên trồng các căn lành, tuy để hồi hướng nhưng chẳng tự cao. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì giáo hóa hữu tình, dù chẳng nhàm chán với vô biên sanh tử nhưng không buông lung kiêu căng? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì muốn thành thục tất cả hữu tình nên trồng các căn lành, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cho đến chưa viên mãn trí nhất thiết trí, chưa thành tựu trọn vẹn tất cả Phật pháp, thì dù phải chịu vô biên sanh tử khổ nhọc nhưng không hề nhàm chán mỏi mệt, cũng chẳng tự cao, đó là Đại Bồ Tát vì giáo hóa hữu tình, dù chẳng nhàm chán với vô biên sanh tử nhưng không buông lung kiêu căng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tuy có hổ thẹn nhưng không chấp trước? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào chuyên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì đầy đủ hổ thẹn nên quyết không khởi lên tác ý về thanh văn độc giác, nhưng ở trong đó không được chấp trước, không sanh nhàm chán mà hủy báng, đó là Đại Bồ Tát tuy có hổ thẹn nhưng không chấp trước. Thiện hiện nên biết, khi trụ địa thứ ba, các Đại Bồ Tát nên an trụ năm pháp như vậy, siêng năng tinh tấn tu tập khiến mau viên mãn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát trụ chỗ vắng vẻ, thường không từ bỏ? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tuy vượt những bậc của thanh văn độc giác nhưng thường chẳng từ bỏ chỗ vắng vẻ, đó là Đại Bồ Tát trụ chỗ vắng vẻ, thường không từ bỏ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường ưa sự thiểu dục? Thiện hiện, Đại Bồ Tát không vì bản thân mà mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, huống chi mong cầu những việc của thế gian và hàng nhị thừa, đó là Đại Bồ Tát thường ưa thiểu dục. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường ưa hỷ túc? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào chuyên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên không chấp trước các việc khác, đó là Đại Bồ Tát thường ưa hỷ túc. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường chẳng lìa bỏ công đức đầu đà? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào xét kỹ pháp nhẫn trong giáo pháp thâm sâu của Phật, đó là Đại Bồ Tát thường chẳng lìa bỏ công đức đầu đà. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường chẳng xả bỏ các học xứ? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào giữ vững giới đã học, chẳng rời đổi cũng chẳng chấp thủ tướng của chúng, đó là Đại Bồ Tát thường chẳng xả bỏ các học xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát rất nhàm chán, muốn xa lìa các dục lạc? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào chẳng khởi lòng dục đối với dục lạc hấp dẫn, đó là Đại Bồ Tát nhàm chán muốn xa lìa các dục lạc.
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường muốn phát khởi tâm tương ưng Niết Bàn? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào hiểu biết hết tất cả Pháp thường không tạo tác? Đó là Đại Bồ Tát thường muốn phát khởi Niết Bàn tương ưng với tâm. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường muốn xả bỏ tất cả vật? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thường không chấp thủ nội ngoại Pháp? Đó là Đại Bồ Tát thường muốn xả bỏ tất cả vật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát chẳng mê muội bất cứ lúc nào? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với các thức tâm an trụ nhưng không chấp trước? Đó là Đại Bồ Tát chẳng mê muội bất cứ lúc nào. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường không luyến tiếc tất cả sự việc? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào chẳng có tư duy gì về tất cả sự việc? Đó là Đại Bồ Tát thường không luyến tiếc tất cả sự việc. Thiện hiện nên biết, kỳ trụ địa thứ tư, các Đại Bồ Tát phải thường thọ trì, không được tạm ngưng đối với 10 pháp này. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát xa lìa gia cư? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tánh ưa dạo trời cõi nước của chư Phật, sanh ở chỗ nào cũng muốn xuất gia, cạo bỏ râu tóc, ôm bình bát, mặc ba pháp y, hiện làm sa môn, đó là Đại Bồ Tát xa lìa gia cư. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa bí xô ni? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thường phải xa lìa các bí xô ni, không cùng họ ở chung trong khoảng thời gian rất ngắn, chẳng khởi tâm xấu về họ, đó là Đại Bồ Tát xa lìa bí xô ni. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa nhà keo kiệt? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào suy nghĩ như vậy, ta nên vì lợi ích an vui lâu dài cho tất cả hữu tình, khiến hữu tình này nương nhờ phước lực của họ mà cảm được, làm vị thí chủ tốt như vậy, vì thế ở trong đây, ta chớ nên keo kiệt ganh ghét. Suy nghĩ như vậy rồi vị ấy xa lìa nhà keo kiệt, đó là Đại Bồ Tát xa lìa nhà keo kiệt. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa hội chúng tranh cãi tức giận? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào suy nghĩ thế này, hội chúng nào bao gồm thanh văn và độc giác, trong đó nói pháp yếu tương ưng với hàng nhị thừa, làm cho ta lùi mất tâm Đại Bồ Đề, vì thế ta quyết định nên xa lìa chúng hội ấy. Lại nghĩ như vậy, những kẻ hay tức giận, tranh cãi ấy có thể làm cho các hữu tình phát khởi sự sân hại, tạo ra nhiều loại nghiệp ác bất thiện, đối với đường lành còn chống trái, huống gì Đại Bồ Đề. Vì thế quyết định xa lìa sự tức giận, tranh cãi, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa hội chúng tranh cãi tức giận. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự khen mình chê người? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào không thấy có pháp trong pháp ngoài, xa lìa sự khen mình chê người, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự khen mình chê người. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa 10 nghiệp đạo ác? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào suy nghĩ thế này, đối với cảnh giới thiện như trời người mà 10 điều ác này còn ngăn ngại như vậy, huống gì đối với thánh đạo và Đại Bồ Đề, thế nên nhất định ta phải xa lìa chúng, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa 10 nghiệp đạo ác. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự tăng thượng mạng? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào hoàn toàn không thấy có các pháp trong và ngoài đáng để mà phát khởi sự tăng thượng mạng, vì thế nên quyết định xa lìa sự tăng thượng mạn như vậy, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tăng thượng mạn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự điên đảo? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán các sự điên đảo hoàn toàn bất khả đắc, vì thế nhất định phải xa lìa sự điên đảo, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự điên đảo. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự do dự? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào xét thấy sự do dự hoàn toàn bất khả đắc, vì thế nên quyết định xa lìa sự do dự, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa sự do dự. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tham sân si? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào hoàn toàn không thấy có tham sân si nên xa lìa ba độc này, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tham sân si. Thiện hiện nên biết, khi trụ địa thứ năm, các Đại Bồ Tát phải thường xa lìa, không nên gần gũi tu tập theo 10 pháp này.
Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn sáu pháp Ba La Mật Đa? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào viên mãn sáu pháp Ba La Mật Đa, vượt qua các bậc thanh văn độc giác, vân vân. Nếu trụ vào sáu Ba La Mật Đa này, thì thánh chúng tam thừa có thể vượt qua năm loại sở tri đến bờ giác. Những gì là năm? Một là quá khứ, hai là vị lai, ba là hiện tại, bốn là vô vi, năm là bất khả thuyết. Cho nên Đại Bồ Tát nhất định phải viên mãn bố thí, vân vân, sáu pháp Ba La Mật Đa. Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn sáu pháp Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm thanh văn thừa chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì nhàm chán sanh tử, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm độc giác? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm độc giác thừa chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì ưa thích niết bàn, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm độc giác. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm nhiệt não? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khởi nghĩa như vậy, tâm nhiệt não vì lo sợ sanh tử chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa tâm nhiệt não. Vì sao? Vì sợ sanh tử, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm nhiệt não. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm mỗi khi thấy người nào đến xin, sầu não chẳng vui? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm yêu sầu không vui này chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với từ bi, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm hễ thấy người nào đến xin, sầu não chẳng vui. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm hối tiếc, buồn rầu, hối hận đối với vật sở hữu đã cho? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm hối tiếc này chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái nghịch với bản nguyện, nghĩa là trước đây khi phát bồ đề tâm, ta có nguyện tất cả vật sở hữu của ta tùy theo mong cầu của kẻ đến xin đều thí cho hết, chẳng để họ thiếu thốn, thế mà hôm nay đã cho sao còn hối tiếc? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm hối tiếc đối với vật sở hữu đã cho. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm tìm cách lẩn tránh đối với kẻ đến xin? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, tâm lẩn tránh này chẳng phải đạo, để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với lời nguyện ban đầu, nghĩa là trước đây khi phát bồ đề tâm, ta có nguyện phàm ai đến xin những vật sở hữu của ta, ta đều cho theo nhu cầu của họ, chẳng để họ thiếu thốn. Tại sao hôm nay lại trốn tránh họ? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm trốn tránh với kẻ đến xin. Thiện hiện, nên biết khi trụ địa thứ sáu, các Đại Bồ Tát thường nên viên mãn sáu pháp đã nói ở trước và nên xa lìa sáu pháp đã nói ở sau, nhưng trong đó không có sự chấp thủ. Hết quyển thứ 490.